cái mắm mua á, mắm cái mắm tay á, mắm ông cậu nó ở ngoài phòng cái điều này vậy có hạn mấy cả năm ai già ăn mấy ăn những cái mèo mà chúng mày đi làm thôi. Tôi mà mắm ngon lên thì ăn bát đầy, ăn béo được cũng mà bát đầy. Đây là ăn được mà không ăn nhắm ăn kia, ăn thì ăn tốt, ăn vậy ăn được lắm, nó đỡ khỏe. Ăn thì ăn tốt lắm nhưng mà không dám ăn riêng ăn đi. Đấy tháng nay tới người nhìn mà bốn một nghìn mà người năm mà mua một nghìn mua có năm nghìn, nghĩ là mua 5.000 thì bán hết 5.000, ăn hết mua 10.000 thì cũng ăn hết, mình mua 5.000 ăn vậy. Còn chắc nó bán nó rẻ được nên đông người mua đó. Nó bán rẻ mà nó mà quản nhà nó không ăn ở đâu bây giờ nhưng mà ăn thì nó ngon. Ngon thì bọn nó ăn đâu nhá. Thứ nào mà đắt cái là lần sau nó thì quản nhà nó chẳng đến. Nhưng cũng được chứ. Đây là lần sau. Hôm đầu nó lên ủng hộ thì cũng ăn đây. Thế là lên ủng hộ thì cũng đi ăn nữa. Bữa sau mà đắt không ngon là nó ăn. Đi hết. Vâng, nó kêu mua lãi mà. Ừ, Tết này này nó đang mua thì nay không có khách. Nó bán nó à, khách không tìm mua. Nó bảo một cái như vậy cho mình, anh Thảo có thích khoảng bữa nay này thế. Nó mở mua. Thường mẹ nó cứ sáng thì ăn đợi nó. Nó bảo bảo kêu bà, mình bà đấy ăn mà không. Một nhà cũng ngồi cũng ăn. Cũng trễ, mình có đéo đâu mà ăn thêm rồi. Biết. Giờ vào ngó. Đúng mà ăn hai bữa nhờ. Một bữa nói để gốc này. Thế mà nhìn cái đàn này. Cái đàn xin cái điều là chậm đi lấy được tháng nữa còn, còn. Chỉ hết tháng này tháng sau.